Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 3, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Tập đoàn hậu cần vận tải có quy mô lớn thứ ba thế giới về logistics, mong muốn Thái Bình sẽ trở thành một mắt xích trong bản đồ vận tải toàn cầu của doanh nghiệp này. Xác định công nghiệp là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, Thủ Kinh Phụ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Việc tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo chưa được người dân và các địa phương xem trọng, điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dạy động vật là rất cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp thứ 10 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Lại Phan Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. 3 tháng đầu năm nay, các bộ ngành địa phương, nhất là Bộ Giao thông Vận tải, đã phối hợp tích cực, nỗ lực triển khai và đạt được nhiều kết quả trong triển khai các công trình, dự án. Nhiều khó khăn vướng mắc trong thời gian dài tại một số dự án đã được tập trung xử lý. Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, đến nay hai địa phương đang tập trung phối hợp với các bộ ngành trung ương để hoàn thiện các quy trình thủ tục liên quan đến dự án, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan giải phóng mặt bằng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án theo kế hoạch đề ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngay sau phiên họp này, các bộ ngành địa phương phải bắt tay ngay vào việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trong đó tập trung vào giải quyết cho được các vấn đề như thủ tục đầu tư, việc cấp, khai thác mỏ vật liệu thông thường phục vụ các dự án theo cơ chế chính sách đã được ban hành, tránh tiêu cực. Vấn đề phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra và có công cụ để can thiệp, xử lý, khen thưởng kịp thời. Đồng thời phải tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng nguyên vật liệu, nhân lực, phương tiện, chủ động di rời công trình hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục tham mưu đề xuất phương án chuyển mục đích sử dụng rừng trên tinh thần bàn làm không bàn lùi. Tất cả phải vì mục đích chung, đó là chất lượng, tiến độ của các công trình dự án. Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền phổ biến luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các đại biểu được nghe một số nội dung cơ bản và điểm mới của luật thanh tra 2022. Nghị định số 43 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật thanh tra. Nghị định số 03 của Chính phủ về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Theo đó, luật thanh tra gồm 8 chương và 118 điều với nhiều điểm mới, quy định về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra kiểm tra. Sáng nay, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên giáo quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Trong quý 1, công tác tuyên giáo các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung làm tốt công tác chỉ đạo định hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp nghiêm túc triển khai 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2, trong đó chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả việc tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền triển khai các chủ trương nghị quyết đại hội các cấp, tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chú trọng các địa bàn phức tạp nhạy cảm, các xã thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, các sự kiện kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Trước đó, các đại biểu tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình có vị trí địa lý đặc biệt ý nghĩa đối với hoạt động của Tập đoàn Hậu cần Vận tải DSV ENC Thụy Điển, quy mô lớn thứ ba thế giới về logistics. Tập đoàn mong Thái Bình sẽ trở thành một mắt xích trong bản đồ vận tải toàn cầu của doanh nghiệp này. Đó là chia sẻ từ ông Marco Rusco, phụ trách bán hàng tại Thụy Sĩ của tập đoàn, tại hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại với chủ đề Khu kinh tế Thái Bình, vệ tinh kinh tế đang lên tại miền Bắc Việt Nam, diễn ra tại thành phố Zurich của Thụy Sĩ.
Tập đoàn Hậu cần Vận tải DSV ENC Thụy Điển đã có 2 văn phòng ở Việt Nam, nhìn nhận vị trí địa lý của Thái Bình rất có ý nghĩa đối với hoạt động doanh nghiệp này và mong muốn Thái Bình phát triển được hệ thống hạ tầng kinh tế như trong quy hoạch chiến lược của tỉnh và trở thành một mắt xích trong bản đồ vận tải biển của tập đoàn toàn cầu này. Tại hội thảo, tỉnh Thái Bình khẳng định địa phương đang vươn lên mạnh mẽ và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Cụ thể, Thái Bình có khu kinh tế Thái Bình là địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư với mức ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Diện tích đất phát triển công nghiệp lớn, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của nhà đầu tư. Thái Bình có vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt chính quyền Thái Bình luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh được duy trì ổn định và có bước phục hồi. Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 22,5%, kinh tế ngoài nhà nước ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, giảm 7,8%, kinh tế nước ngoài ước đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 như cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 58%, thức ăn cho gia súc tăng 52%, túi khí an toàn tăng gần 70%, điện sản xuất tăng 28%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như khăn mặt, khăn tắm, quần áo bộ com lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, nitrat amoni, sợi polyacetan và các sản phẩm gạch men xứ vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm nay, dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất công nghiệp của huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Xác định công nghiệp là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo các phòng ban tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Năm ngoái, cùng với khó khăn chung của doanh nghiệp, nhiều thời điểm không có đơn hàng, chị Hoài cũng như nhiều công nhân trong công ty phải làm việc cầm chừng. Bước sang năm nay, tình hình có nhiều chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp ký kết được nhiều đơn hàng mới, giúp công nhân có việc làm ổn định. Sang đến năm nay thì nghĩa là công ty cũng có nhiều đơn hàng nên là mọi người làm cũng được đều việc hơn. Là cũng mong công ty là sang năm mới phát triển có nhiều đơn hàng để mọi người được đi làm ổn định, công việc đều đặn. Ban giám đốc công ty thì cũng đang tìm nhiều nguồn khách hàng mới để nâng cao đời sống của công nhân, đáp ứng phần nào được trong cái điểm thời điểm khó khăn này. Còn vấn đề thứ hai là trong điều kiện lao động ngày càng khan hiếm thì công ty cũng bố trí là mua thêm nhiều máy móc để hỗ trợ phần nào nhu cầu sản xuất của công ty. Huyện Quỳnh Phụ hiện có khoảng 250 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để duy trì và đẩy mạnh sản xuất trong bối cảnh khó khăn chung, các doanh nghiệp tập trung mở rộng liên kết, tìm kiếm đơn hàng mới, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào thi đua tăng năng suất lao động, có cơ chế khuyến khích thưởng theo quý, theo tháng, thậm chí thưởng theo tuần để công nhân tích cực phấn đấu trong sản xuất. Và với công ty Hương Sen Comfort chúng tôi thì trong năm 2024 thì là một năm bản lề, tại vì là đã đưa vào vận hành sản xuất nhà máy 2 có quy mô lớn hơn, trang thiết bị hiện đại hơn và cũng rất là đồng bộ. Do đó thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là tiếp tục giữ vững, duy trì cái chạy hết công suất nhà máy, mở rộng các cái thị trường mới, tìm kiếm các khách hàng mới và tập trung vào các cái sản phẩm có chất lượng cao, hiệu quả cao và lấy đây làm cái sức cạnh tranh của sản phẩm của Hương Sen Comfort. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, huyện Quỳnh Phụ chủ động đối thoại, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những nút thắt điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp. Phòng kinh tế hạ tầng cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là tháo gỡ những khó khăn liên quan đến các cái thủ tục hành chính và đặc biệt là những cái dự án trong các cái dự án đầu tư thì huyện sẽ giải phóng mặt bằng khẩn trương nhất để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, cũng như là tháo gỡ những cái về cái thủ tục hành chính trong cái phạm vi thẩm quyền của huyện. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm nay, nhưng Quỳnh Phụ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp phải đạt từ 15% trở lên. Bởi vậy, chủ động các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất ngay từ đầu năm là nhiệm vụ rất quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Thái Bình phát hiện một số vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
đội biên phòng Cửa Lân phối hợp với các đơn vị địa phương ngăn chặn và xử lý nghiêm phương tiện khai thác hải sản bất hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác tổ chức khảo sát khu vực diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở ngành và các huyện thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn khảo sát xác định quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024. Tại một số địa điểm khảo sát trên địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Tiền Hải và Thái Thụy, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khảo sát địa điểm phù hợp cho cuộc diễn tập, chủ động về lực lượng, phương tiện, xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập, đảm bảo an toàn, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Dự kiến cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Cũng trong sáng nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội và biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu lần thứ 6, giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ kỷ niệm. Toàn tỉnh hiện có trên 10 vạn người khuyết tật và trẻ mồ côi. 30 năm qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh đã vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, số tiền và hiện vật trị giá gần 80 tỷ đồng để chăm lo giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Cho gần 12.000 xe lăn xe lắc, xây dựng sửa chữa hàng chục nhà tình thương, hỗ trợ dạy nghề cho gần 11.000 lượt người khuyết tật, trao hơn 700 suất học bổng cho học sinh khuyết tật mồ côi. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục khảo sát về điều kiện, hoàn cảnh của người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, từ đó có hình thức hỗ trợ kịp thời. Tối qua, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự ngày hội thể thao và âm nhạc lần thứ 2 do Hội người mù tỉnh tổ chức. Tham gia ngày hội có gần 200 cán bộ, hội viên thuộc 15 hội người mù các tỉnh thành phố phía Bắc và Hội người mù tỉnh Thái Bình. Các cán bộ hội viên đã biểu diễn giao lưu âm nhạc với các tiết mục như song ca, đơn ca, chèo, khiêu vũ và nhạc cụ dân tộc, qua đó giúp các cán bộ hội viên các tỉnh thành phố giao lưu gắn kết người khiếm thị với cộng đồng xã hội. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 với thông điệp kết nối trái tim, kết nối sự sống. Ngày hội hiến máu tình nguyện được duy trì tổ chức hàng năm như một nét đẹp của lòng nhân ái, thể hiện sự sẻ chia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tham gia trong sáng nay có hơn 250 đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở đoàn. Thông qua hoạt động đã phát huy tinh thần tương thân tương ái và nghĩa cử cao đẹp của các đoàn viên thanh niên, đồng thời bổ sung nguồn máu dự trữ để các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh. Từ ngày 13 đến ngày 29 tháng 3, Sở Y tế Thái Bình thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm về đề nghị thu hồi 3 giấy chứng nhận kinh doanh dược. Ba đơn vị bị đề nghị thu hồi đó là Công ty Cổ phần Dược liệu Thái Bình, địa chỉ thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, Quầy thuốc Đông y trực thuộc Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Thái Bình, địa chỉ 64 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, thuốc Nam Bắc Phạm Tân Khoa, địa chỉ thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương. Ngoài ra, xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với cơ sở thuốc đông y Đoàn Thị Hằng, địa chỉ khu 3A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ. Những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện như là mở rộng cơ sở mà không báo cáo về sự thay đổi theo quy định của pháp luật, người quản lý chuyên môn không đủ sức khỏe để hành nghề hoặc cơ sở dừng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Nhận thức về pháp luật của một bộ phận hộ kinh doanh nhỏ còn hạn chế, còn chống đối trong việc hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước. Việc tiến hành kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng cho nhân dân. Hiện nay tình hình bệnh dại động vật đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước và có chiều hướng gia tăng. Thế nhưng việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo cũng chưa được người dân và các địa phương xem trọng. Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn tỉnh rất thấp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh là rất cao, đặc biệt là mùa hè đang đến gần. Con chó này nuôi được hơn một năm nay nhưng chưa một lần tiêm vaccine dại. Chủ nhà lý giải chó có gia đình nuôi nhốt suốt nên không cần phải thực hiện tiêm phòng.
Chó này như tôi nuôi hơn năm mà tôi rốt suốt, nên là không mấy khi thả ra đâu, chỉ cho ăn xong lại rốt vào mà không đi đến đâu cả, không cắn người, thế nên là không tiêm. Với cái con chó mèo thì có thể nó nuôi nhốt nhưng vẫn có thể là gặp cái mầm bệnh dại thì nó sẽ nhiễm bệnh. Và trong cái quá trình mà con chó mà mang cái mầm bệnh dại, khi mà chủ nhà cho ăn qua các cái vết thương hở mà lây nhiễm từ cái nước dãi của những con chó mà nhiễm bệnh, thì cũng có thể là lây cái virus dại sang cho con người. Nhận thức chưa đầy đủ về mối nguy hại của bệnh dại của một bộ phận người dân chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn chó mèo ở địa phương này trong những năm qua rất thấp. Năm 2023, tổng đàn chó mèo toàn xã là 1.024 con, thì chỉ có 20 con được tiêm phòng, đạt tỷ lệ 2%. Vì nhiều năm nay trên địa bàn của Quỳnh Hải là không xảy ra cái trường hợp dại như nào. Chính vì vậy cho nên là cái tâm lý chủ quan của người dân coi thường công tác tiêm phòng. Theo quy định, người nuôi chó phải có trách nhiệm tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo hàng năm để bảo vệ chó, người nuôi, gia đình và cộng đồng khỏi bệnh dại. Quy định là thế, song tỷ lệ chó mèo được tiêm phòng vaccine dại hàng năm trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp, dưới 40%, không đảm bảo miễn dịch quần thể. Còn nhiều địa phương là cái tỷ lệ tiêm phòng rất thấp. Có những địa phương có cái tỷ lệ tiêm phòng là chỉ 2-3% so với cái đàn chó mèo tại địa phương. Thì một phần là do cái tâm lý chủ quan của người dân. Cái thứ hai nữa là chính quyền cơ sở cũng còn phó mặc cho ban chăn nuôi thú y và cũng chưa vào cuộc quyết liệt để chỉ đạo cái việc tiêm phòng vaccine dại. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Mùa hè đang đến gần, thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho bệnh dại trên đàn chó mèo có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, công tác phòng chống bệnh dại phải được hết sức quan tâm, đặc biệt là việc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo. Đồng thời, người nuôi cũng cần có ý thức hơn là phải đeo dọ mõm cho chó khi thả rông ra đường. Làm tốt những biện pháp này mới có thể hạn chế những vụ việc đáng tiếc do chó mèo cắn gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đồn biên phòng Cửa Lân tích cực phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm phương tiện vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn quản lý. Ngay khi có tàu thuyền cập cảng Ba Lạt, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Cồn Vành đã có mặt để kiểm tra hồ sơ thủ tục giấy phép khai thác, xử lý các trường hợp khai thác không đúng ngư trường, không đúng nghề ghi trong giấy phép khai thác thủy sản, đồng thời tích cực tuyên truyền để ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác hải sản đúng quy định. Đôi khi là cũng có nhiều cái số bà con ngư dân người ta chưa đầy đủ cái giấy tờ khai thác, thì biên phòng, các biên phòng đây thì cũng ngăn chặn lại các cái đối tượng đấy để cho không khai thác, để theo cái quy định của pháp luật. Không chỉ chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, hầu hết các chủ phương tiện còn chủ động khai báo thông tin với các cơ quan chức năng trước khi ra khơi và mua đầy đủ bảo hiểm cho các thuyền viên. Chúng tôi cũng tuân thủ theo pháp luật, lên đây trình báo giấy tờ của chính quyền và của biên phòng ở đây để các chú ký quyết định thì chúng tôi mới được đi. Còn nó sai sót mà nó thiếu một cái giấy tờ thì các đồng chí là phải giữ lại để làm theo đúng quy quách của pháp luật mới được đi. Từ đầu năm đến nay, trạm kiểm soát biên phòng Cồn Vành đã kiểm soát 157 phương tiện, xử phạt hành chính và yêu cầu 38 phương tiện quay đầu. Qua tuần tra kiểm soát, trạm đã xử lý 2 tàu cá khai thác không đúng ngư trường. Từ khi đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát, ý thức trách nhiệm của các chủ tàu cá được nâng lên. Đơn vị đã tăng cường quân số, phương tiện cũng như các trang bị cho các đồn, các hải đội, các trạm kiểm soát để đủ lực lượng, đủ phương tiện chốt chặn tất cả các cửa sông, các cái bãi ngang để kiểm soát được 100% số tàu cá xuất nhập bến. Thời gian tới, đồn biên phòng Cửa Lân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.